Ok, mình chân tiếp tập làm chung. Thầy bây giờ đưa cái này. Đợi một chút. Y equals x squared a minus b over a minus 4. Make a the subject. Bấm ngừng cho vòng vòng đi. Alright, thì mình nhân cho cái dưới mỗi mỗi bên, mình nhân cho cái này mỗi bên là y a minus 4, ở bên đây đó là x squared a minus b. Cái này là y a minus 4y, ở bên đây x squared a minus b. Có cái x squared này nó không có cái gì đặc biệt hết đó, nó cũng là một cái số mà. Thì mình có thể suy nghĩ như này nè, cái này cái số này nhân cho cái số này, nó không có cái gì đặc biệt hết đó. Vì bây giờ mình phải làm a the subject, thì mình lấy mấy cái a qua một bên, mấy cái rác qua bên kia. Thầy bây giờ lấy nguyên nguyên cái cục này nè qua bên kia, thì thầy trừ trừ thầy trừ x squared a mỗi bên là bây giờ nó ra như này nè, y a minus 4y trừ cho x squared a. Ở bên đây á, là thầy có âm b. Ok, bây giờ thầy cái này là cái rác nè, mình cộng 4y mỗi bên là y a trừ cho x squared a. Ở cái đem cái này xuống, ở cái cộng 4y. Tới chỗ này á, là mình đang có âm b cộng từ cái này cộng, thì cái này âm á, thì mình thay đổi nó qua 4y trừ cho b, nó hai cái giống nhau á. Con không tin á thì con chọn mấy cái số á, bỏ vô b, chọn mấy cái số khác bỏ vô y, cái tính ra nguyên cái cục nó ra là cái gì, thì cái con làm giống nhau như vậy, bỏ cái số y nó vô, bỏ cái số b nó vô, là hai cái nó giống nhau à. Con không tin á thì con thử vòng vòng đi. Ở bên đây là mình có cái này x squared a. Bây giờ mình phải làm a the subject. Thì a ở đây là mình biết mình phải factorize nó, y minus x squared, ok, 4y minus b. Bây giờ mình chỉ cần chia cho cái này mỗi bên. A 4y minus b divided by y minus x squared. Ok, là xong á. Ok, thầy đưa cái này. Z equals 4ab plus 5c plus 2 chia cho 2ax plus 5y. Ok, thì make a the subject. Bấm ngừng cho vòng vòng đi. Ok, thì thầy nhân cho nguyên cái này mỗi bên. Thì z nhân cho 2ax plus 5y. Ở bên đây là 4ab plus 5c plus 2. Thầy đem nó qua chút xíu. Bây giờ thầy nhân nó ra nè. Thầy nhân nó ra là thầy có 2zax plus 5yz. Ở bên đây á, thì vẫn bình thường. Ok, thì bây giờ mấy cái a qua một bên, mấy cái rác qua bên kia, thầy làm lại, thầy lấy cái này qua bên đây đi. Ok, thì thầy trừ cho 4ab mỗi bên. 2zax plus 5yz take away 4ab. Ở bên đây là chỉ còn cái này. Bây giờ
cái này là cái rác nè, nó không có cái e ông trọng, thì thầy lấy nó qua bên kia đi, thầy lấy nó qua bên kia thì thầy trừ cho và 5yz nha, 2zax minus minus 4ab, thì cái này thầy đem xuống, thầy ghi thầy trừ cho 5yz thì cái a ở trong đây, cái a ở trong đây mình factorize nó 2z x minus 4b, thì cái này nó cũng xin lỗi c, cái này c nha, c plus 2 minus 5yz. Ok, thì mình chỉ cần chia chia cái này mỗi bên, a equals, thầy đem cái này xuống, plus 2 minus 5yz, thì mình chia nguyên cái đó là 2z x minus 4b. Ok, xong.